Chiến tranh biên giới Tây Nam, những dòng nước mắt đã chảy giữa hai hàng vệ binh. Mr PT hết kể chuyện lịch sử, xin chào các bạn. Chúng tôi hân hạnh gửi đến video được chuyển thể từ bài viết cùng tên của Xuân Tùng, bút danh Trung Sĩ, nguyên Trung sĩ D4E2F9. Quân đoàn 4 tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và là quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Tác giả Quấn hồi ức chuyện lính Tây Nam. Cuộc chia ly không hẹn trước, ngày 18 tháng 11 năm 1978, tiểu đoàn huấn luyện 104 báo động di chuyển, hành quân ra thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam Ninh. Từ thôn ứng liêm ra thị xã chỉ khoảng 6 km nên đến gần chưa đã tới nơi. Các tiểu đoàn khác trong trung đoàn đã tập kết đầy đủ trong sân vận động Phủ Lý. Đoàn văn công quân khu đến biểu diễn úy lạo. Đường ra trận mùa nay đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Tôi chưa từng qua nên tôi không nhớ Trường Sơn Tây. Tôi nhớ mẹ tôi, nhưng thấy may khi mẹ tôi không có mặt. Tôi biết trước sau rồi cũng có cuộc hành quân này. Cuộc hành quân đến một miền đất thật xa, có thể sẽ rất gian khổ và khốc liệt, nhưng không ngờ nó đến nhanh thế. Một số gia đình lên đơn vị tham lính thường nhật, bất ngờ với cuộc chia ly không hẹn trước. Họ quấn lấy nhau, níu kéo dặn dò nhau, có những dòng nước mắt đã chảy giữa hai hàng vệ binh ngoảnh đi không dám chứng kiến. Đồng tháng 10 mới gặt xong, dâm trải đầy trên đường làng, dâm cuốn bước chân người. Hết 10 năm đèn sách, tuổi đời mênh mông còn đang ở phía trước nào ai đã biết bến nào. Tôi bước chậm. Cố ghi vào tâm trí những hình ảnh dấu yêu cuối mùa thu của quê hương Bắc Việt. Những khung cảnh ta vẫn thấy thường nhật hàng ngày, trước lúc đi xa bỗng dội lên một tiếc nhớ đến lạ kỳ. Thời gian chuyển tiếp ngưng động trong buổi chiều nắng, lộ đổ khoảng dâm bóng nhãn ven đường. Tôi nhớ ngày các bạn gái tôi lên thăm mấy đứa trên đơn vị. Chúng tôi chập chững dắt díu nhau đi giữa bên làng bên lúa, như lũ chim mới tập nhảy truyền. Không ai nói chuyện trường cũ, không ai nhắc chuyện chiến tranh. Không gian tịch lặng trong dự cảm xa xăm hẳn chứa rất nhiều nhung nhớ, đến mức con cá quẫy bờ mương cũng vang động ngày thu. Mặt nước sóng sánh, lưu diêu nắng cuối ngày. Gió lần thần quanh mấy sợi tóc ma nhấp nhánh. Môi hồng thiếu nữ quay sang gắng mỉm cười như động viên. Có kẻ không cười, hụt hơi nghe tiếng còi tàu sân ga phủ lý. Ngoài kia là khoảng xa tít tắp cánh đồng. Đông đất rồi mãi thế, bờ vùng bờ thửa hay đại nông nghiệp mênh mông sẽ mãi vẫn là cánh đồng, chẳng thể một lúc dậy lên núi non hùng vĩ. Như những người trẻ tuổi đưa tiễn nhau chiều nay, sẽ mãi chỉ là những con người bình thường với rất nhiều miến yêu vụng dại tuổi trẻ, nào ai kỳ vọng thánh nhân. Kỷ niệm vẫn như dơm mới ngày mùa, vẫn vừa thơm hương vừa dặm ngứa trong nỗi nhớ không tên. Bây giờ không có ai ở đây ngoài mấy bạn trai cùng lớp, cùng vào chiến trường trên một chuyến tàu chiều nay. Mỗi người làm cả một cuộc chia ly đoạn tuyệt với tuổi trẻ nhiều mộng mơ của mình. Chúng tôi mới thi đại học xong, còn chưa có phiếu báo điểm. Nếu không có chiến tranh, hẳn tôi sẽ học đại học kiến trúc vì bài vẽ của tôi khá tốt. Nếu trượt tôi sẽ thi lại bằng được. Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Ôi chào đất nước thương yêu và khổ đau này sao lắm kẻ thù đến thế hết thực dân Pháp, kéo theo quân Anh, quân Tàu tưởng đến đế quốc Mỹ với một đám đồng minh. Giờ lại đến bọn diệt chủng Pol Pot lấn chiếm biên giới Tây Nam, rồi chính quyền Trung Quốc đang gây hấn trên một giải biên thủy phía Bắc. Những lá thư không tem ném rào rào qua cửa sổ. Chiến tranh chẳng biết khi nào sẽ xảy ra, nhất là với một kẻ thù vẫn mang gương mặt nạ bạn bè. Trên sân ga phủ lý chiều nay, những gã trai mới qua tuổi học sinh còn đầy lông tơ trên mặt lại bước lên chuyến tàu trận góp cho tiền duyên đất nước đang chảy máu một chút hồng cầu. Rất đột ngột, bố Tuấn Anh xuất hiện ở ngay đầu toa. Ông học ngành đường sắt ở Bắc Kinh. Lúc đó đang là trưởng phòng điều độ ga hàng cỏ nên biết rõ hành trình của các chuyến tàu. Chỉ ông mới có đủ trách nhiệm và quyền hạn để lên được toa quân sự này. Người cho chúng tôi một ít tiền, dặn rằng anh em chúng mày dù ở đâu cũng phải bao bọc lấy nhau. Sự hiện diện của ông tại toa này như nhắc những ngày hè học sinh cuối cấp vẫn còn giói tươi hoa phượng. Ông lặng lẽ xuống toa, lên chuyến tàu tránh ngay tại đó ngược trở lại Hà Nội. Tôi vẫn nhớ lúc đó trời còn chưa tối hẳn, mặc dù mấy ngọn đèn hành lang trên ga đã heo hắt sáng. Tu -u, u u, tiếng còi tàu đầu máy hơi nước rúc lên hồi thứ nhất. Tiếng còi như nhắc kẻ ra đi sực nhớ ra ra điều gì cần nhắn lại. Những người lính trên toa vội vàng xé những cuốn sổ lưu niệm trong ba lô, viết mấy dòng ngắn ngủi báo tin về gia đình. Một tháng sáu con tem quân đội được cấp chúng tôi đã dùng hết. Một số người bối rối. Cô gái ngành đường sắt hơ ngọn đèn tín hiệu vàng dưới đường ke, thẳng thốt nói vọng lên lanh lành. Các anh chỉ cần ghi rõ địa chỉ gia đình trên phong bì. Chúng em sẽ chuyển cho bằng hết. Trên tay cô phút chốc đã đầy lên một tập thư dày. Con tàu hú lên hồi còi nữa, dùng mình chuyển bánh về phương Nam. Sân ga phủ lý từ từ lùi dần. Những dòng địa chỉ cuối cùng ngược ngoạc ghi vội, những lá thư không kịp dán gấp gáp truyền tay nhau. Những lá thư không tem của lính ném rào rào qua cửa sổ con tàu như một đàn chim trắng, lạc bay trong gió đông bắt đầu thổi mạnh. Tôi ngoái lại, thấy không chỉ cô gái bé nhỏ có ngọn đèn vàng ấy mà rất đông người đuổi theo con tàu mỗi lúc một xa, cúi xuống nhặt những lá thư rơi. Mẹ tôi, em tôi, đồng bào tôi đấy, chẳng cần ai dạy yêu thương. Ngày chia tay thật buồn nhưng dẫu phải chết ngay thì họ cũng chẳng cần ân hận. Những tình yêu lớn lao bao giờ cũng hiện thân giản dị, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Con tàu trôi vào đồng bằng châu thổ tối đen. Những chấm vắng đèn nêm xa lắc, ngực chậm qua cửa sổ trong tiếng bánh xe lăn ù ù. Con tàu đã đưa cuộc đời tôi sang một ngã rẽ khác. Không biết cuộc đời chiến binh phía trước có còn cho tôi cơ hội quay lại sân ga này hay không. Nhưng dù ở ngã rẽ nào, Tôi vẫn luôn nhớ đến chấm đèn vàng lắc lư trên con đường sắt heo hút cuối ga, trên tay cô gái Nhật những lá thư không tem năm ấy. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.